Kính chào quý vị khán thính giả. Trong clip vừa rồi, tức là clip thứ hai, thì tác giả Nguyễn Minh Quang đã trình bày cho đến cái giai đoạn hiệp ước sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Bây giờ xin giáo sư tiếp tục tình hình xảy ra xung quanh cái giai đoạn đó. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là chúng tôi xin nói về cái bàn tay giáo hội La Mã can thiệp vào nội tình của chính quyền Việt Nam hay là đất nước Việt Nam một cách vô cùng thô bạo. Thì ở đây chúng tôi nói là có sách, mách là có chứng. Và trong cái tài liệu đây là chúng tôi nói là ít nhất là của hai nhà tiến sĩ sử học. Một là của ông Vũ Ngậu Chiêu, cũng là tiến sĩ sử học. Thứ hai là của ông Trần Tam Tỉnh, cũng là tiến sĩ sử học. Và thứ ba là một nhà biên khảo nói về vai trò của ông Anthony Trappier, đại diện Tòa Thánh Vatican ở Huế vào năm 1945. Thì bây giờ chúng tôi xin tiếp tục cái hành động can thiệp vào nội tình Việt Nam một cách cực kỳ thô bạo. Đây là cái bản văn này. Gia đình Bảo Đại là gia đình thân Pháp bậc nhất trong dân chúng Việt Nam. Và theo ý ông ta, nên cho Bảo Đại lên ngôi như trước ngày 9 tháng 3. Trappier, tức là Anthony Trappier, cũng đưa ra giải pháp là có thể sau đó sẽ cho Bảo Long lên kế vị và Nam Phương làm giám quốc, tức là phụ chính. Cái bản văn thứ hai, đây là cái bản văn mà Linh Mục Trần Tam Tỉnh nói rằng cái thâm ý của giáo triều Vatican đề cử, cùng với lại Tổng thống De Gaulle lúc bây giờ đề cử ông Đắc Giang Liêu sang làm cao ủy Đông Dương để lo việc tái chiếm Đông Dương. Cái bản văn này nói về cái thâm ý của Vatican được Linh Mục Trần Tam Tỉnh ghi lại. Tôi xin nhờ ban biên tập đọc. De Gaulle gặp đô đốc Thierry d'Argenlieu, một tu sĩ dòng Camelo, làm cho cao ủy Pháp tại Đông Dương, nghĩa là làm toàn quyền. Có lẽ ông hy vọng rằng vị linh mục lính này, linh mục lính có nghĩa là ngày nay gọi là linh mục tuyên úy, sẽ thành công trong việc quy tụ dân công giáo lại đi theo ủng hộ mình như hồi chinh phục lần đầu cách đó một thế kỷ. Đó là cái bản văn mà linh mục Trần Tam Tỉnh ghi lại. Tiếp theo đây là xin nói về cái bản văn cũng của ông đại diện Tòa Thánh Vatican tại Huế là ông Tổng giám mục Anthony Trappier viết thư luân lưu gửi cho giáo dân Việt Nam để thuyết phục ra lệnh cho họ không được ủng hộ cái phong trào Việt Minh. Đây là cái bản văn. Khâm mạng Tòa Thánh Đông Dương, Frate Antonius Trappier ra thư luân lưu chỉ trích đe dọa giáo dân rằng mọi người đã hẳn đều có nguyện vọng được người đồng chủng cai trị mình. Con nhà công giáo ao ước có những đấng chăn chiên bản quốc, nhưng chỉ có một mình giáo hội với mình xét cho biết đã đến thời phải thực hiện theo nguyện vọng đó hay chưa. Vậy ai dùng lời nói hoặc báo chí để đưa dư luận đi quá cấp tốc, kẻ ấy tự thị muốn đi trước Tòa Thánh Roma và tỏ thái độ sắc ngạo và bất tuân với Đức Giáo Hoàng. Nhận thấy có ít nhiều người giáo hữu Việt Nam trong thời buổi này đã ăn ở phạm đến quyền tòa thánh, nên chỉ định mấy điều sau đây. Thứ nhất, chiếu khoản 2.334 luật giáo hội, kẻ nhờ đến thế phần đời mà làm ngăn trở quyền cai trị của đấng bề trên, phần đạo hoặc trực tiếp hay gián tiếp thì phải vả tuyệt thông. Thứ hai, chiếu khoản 2.331 luật giáo hội, kẻ xúc phạm đến Đức Giáo Hoàng, Đức Khâm Mạng hay bề trên địa phận chính thức thì tức khắc phải vả tuyệt thông. Thứ ba, các hội đoàn công giáo bất kỳ lấy tên nào làm danh hiệu đều buộc phải nhận quyền bề trên trong đạo, mà chối thì phải kể là người ngoại giáo, tội nhân và phải vả tuyệt thông nữa. Tiếp đó, Trappier xuyên tạc phong trào cách mạng và khuyên giáo dân không được tham gia kháng chiến. Như thế này, nước Việt Nam càng chịu ảnh hưởng công giáo, càng biết chuộng quan niệm tinh thần hơn quan niệm duy vật của thế giới thời nước Việt Nam, càng đi đến chỗ cường thịnh. Anh em yêu dấu giữa khối Viễn Đông rộng lớn, anh em là dân tộc thiểu số, vậy chớ để trào lưu duy vật lôi cuốn. Qua cái mấy cái bản văn mà ban biên tập vừa mới đọc đó, thì quý vị sẽ thấy rằng giáo hội La Mã đã trực tiếp can thiệp vào nội tình Việt Nam một cách cực kỳ thô bạo. Như vậy, và nói đến lịch sử Việt Nam trong giai đoạn này hay là từ thế kỷ thứ 17 cho đến ngày nay,
mà không nói đến cái vai trò của giáo hội La Mã là một sự thiếu sót vô cùng lớn lao. Thưa quý vị, tiếp theo đây là chúng tôi sẽ nói thứ nhất là giải pháp của ông Hồ Chí Minh giải hóa cái vấn đề Tòa Thánh Vatican, đại diện Tòa Thánh Vatican tại Huế đề nghị đưa Bảo Đại lên cầm quyền. Và thứ hai là Pháp và Vatican cấu kết với nhau dùng Bảo Đại thành lập chính quyền làm tay sai cho họ để chống lại cái chính quyền Việt Nam kháng chiến của nhân dân ta. Vừa rồi chúng tôi đã nói về cái bản văn là ông đại diện Tòa Thánh Vatican là ông Tổng Giám mục Anthony Trappier đưa ông Bảo Đại lên cầm quyền. Thì lúc bây giờ là ông Bảo Đại đã được cụ Hồ Chí Minh mời ra làm cố vấn chính trị và cư ngụ tại Hà Nội. Thì ngay sau đó không bao nhiêu lâu, tức là nên nhớ là cái đề nghị này á, của ông đại diện Tòa Thánh Vatican tại Huế đã xảy ra vào cuối tháng 12 năm 1945. Vì sau đó là sang đầu năm 1946 thì Quốc Dân Đảng là cái đảng đối lập với lại chính quyền Hồ Chí Minh và cả đảng Việt Cách nữa, thì họ mới biểu tình, tổ chức cuộc biểu tình trước cái tòa nhà gọi là biệt thự của ông Bảo Đại cư ngụ ở tại Hà Nội ở đường Gambetta, và yêu cầu ông Bảo Đại đứng ra lập chính phủ để mà chống lại cái chính quyền của nhân dân ta dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh. Thì trước cái hành động như vậy, cụ Hồ Chí Minh đã nghĩ ra một cái giải pháp rất là khôn ngoan. Thì cụ đầu tháng 3 cụ mới quyết định lập một cái phái đoàn Việt Nam sang thăm viếng chính phủ Trần Duy Thạch ở Trùng Khánh và yêu cầu ông Bảo Đại đứng ra cầm đầu phái đoàn để sang bên đó. Thì ông Bảo Đại mới họp cùng với lại Quốc Dân Đảng, trong đó có ông Nghiêm Kế Tổ, họ bàn đi bàn lại, thì cuối cùng là họ nói đồng ý cần phải ông Bảo Đại đi thì mới nói chuyện được tự do. Thứ hai nữa là không nhận cái trách nhiệm cầm đầu cái phái đoàn này mà chỉ xin đi tháp tùng và tính cách du lịch là cựu hoàng Bảo Đại. Thì cuối cùng ngày 15 tháng 3 năm 1946 thì phái đoàn sang bên Trùng Khánh, tức là thủ đô của ông Trần Duy Thạch bây giờ ở Trùng Khánh, thì để gọi là phái đoàn thăm viếng. Nhưng mà đi rồi đó thì ông Bảo Đại đã có chủ tâm là muốn trốn, thành ra ông ấy ở đó một thời gian rồi ông ấy trốn đi Hồng Kông không có trở về. Mà cụ Hồ Chí Minh thì cũng mong có thế để họ Pháp và các đảng phái quốc gia không có lợi dụng được nữa. Đó là xong rồi. Thế bây giờ tôi nói đến cái Pháp và Vatican cấu kết với nhau đưa Bảo Đại lên cầm quyền để chống lại cái chính quyền Việt Nam của chúng ta. Thì khi mà Bảo Đại về Hồng Kông đó, ăn chơi ở đó, thì Pháp đã cử người đến để mà thuyết phục Bảo Đại nghe theo cái lời đề nghị của Pháp. Thì hai bên ít nhất là có mặc cả với nhau. Thì khi mà đến đó thì có rất nhiều người đến Việt Nam mà gọi là bọn cơ hội chủ nghĩa, trong đó có cả Ngô Đình Diệm, có rất nhiều lắm. Thì Bảo Đại cũng ra một điều kiện thì mới nghe phong thanh như vậy đó. Thì những cái ông thôi thịt đó mới xin được làm nội các của chính quyền Bảo Đại. Và Bảo Đại lợi có dụng cơ hội đó thì đã ăn tiền của những cái người mà muốn có chức vụ. Cái sự ăn tiền hối lộ đó được ông Bùi Nhung nói rõ trong cuốn Thối Nát nơi trang 100 thì phải. Để tôi nhờ ban biên tập đọc cái này. để đọc cái này để biết rõ rằng cái bộ mặt thật cá nhân ông Bảo Đại với là cái chính quyền Bảo Đại nó chỉ là cái vấn đề tham nhũng và tiền bạc thôi, chứ nó không có cái gì là cái vì đất nước cả. Một, chính phủ lâm thời được thành lập vào năm 1948. Thủ tướng là Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, một võ quan, pháo binh, kỳ tài, người Việt, quốc tịch Pháp. Chức thủ hiến Trung Nam phần vào tay hai ông Phan Văn Giáo và Trần Văn Hữu. Còn chức tổng trấn Bắc phần vào tay ông Nghiêm Xuân Thiện, tổng trấn kim Quốc Vũ Khanh. Ông Bảo Đại được tháo khoán, nhưng có lẽ số tiền Pháp thực dân tháo khoán cho ông Bảo Đại không được rộng rãi lắm. Thành thử các vị cao cấp trong chính phủ trung ương lâm thời tháng tháng trích một số tiền ở quỹ đem ra gửi cho ông Bảo Đại như sau: thủ tướng Xuân 50.000 đồng, thủ hiến Trần Văn Hữu 50.000 đồng, tổng trấn Nghiêm Xuân Thiện 30.000 đồng, còn thủ hiến Phan Văn Giáo bao nhiêu cũng không biết. Thị trường bán quan mua tước tại Việt Nam trong giai đoạn này càng nhộn nhịp lắm. Năm 1948, tôi vớ được 3 bản danh sách chánh quyền, chi chít những tên tuổi. Cả 3 bản, một tên một ông luật sư người Việt, vợ đầm, nhưng vẫn Việt tịch,
đều bị ông Bảo Đại gạch ở chức vị Bộ trưởng Kinh tế, một chức vị bở nhất, hái ra tiền. Không phải ông Bảo Đại ghét gì ông luật sư đâu, nhưng cái chức đó khi đem bán đấu giá ngầm, có nhiều kẻ tranh giành quá, ông luật sư mua hụt. Ông luật sư rất kiên nhẫn, đeo đuổi kỳ cùng. Về sau ông ta cũng đạt được một chân bộ trưởng trong những năm gần đây. Bạc đã tàn canh, ông cũng vơ vét được chút đỉnh. Đây một giai thoại dẻo dai về luật sư đó. Ông Bảo Đại nằm tại Hồng Kông, cho nguyên thủ tướng Trần Trọng Kim về tiếp xúc với cao ủy Pháp tại Sài Gòn. Cụ Kim kể lại đoạn này với tôi. Lúc tôi từ Hà Nội vào thăm cụ ở Nam Vang, đường La Sana số 4, tôi trở về nước có nhiệm vụ dò dẫm xem Pháp có thật tình không, nghĩa là có cho Việt Nam tự do độc lập thật sự như trong khối thịnh vượng chung của Anh hay không. Tôi gặp ông cao ủy ở Sài Gòn. Sau một giờ chuyện trò, tôi biết rõ cái giả tâm của thực dân Liên Hiệp Pháp chỉ là một thứ củi chó mạ vàng. Ông cao ủy lúc tiễn tôi ra cửa có nhã ý muốn nhân danh chính phủ Pháp giúp tôi một số tiền mở nhà in để theo đuổi con đường văn hóa. Tôi cảm ơn, không nhận. Cũng tiền của dân Việt Nam chứ tiền đâu của Pháp. Hồi Nhật đầu hàng đồng minh, các cố vấn Nhật biếu tôi một lúc cả 50 triệu để làm vốn mở mang văn hóa, tôi cũng kiếu, huống hồ của thực dân. Cái chính quyền bản đánh của cái chính quyền Bảo Đại là như vậy. Thành ra là cũng nên nhớ rằng đại diện của Tòa Thánh Vatican tại Huế đề nghị đưa ông Bảo Đại lên cầm quyền. Do đó ông Bảo Đại có trách nhiệm mang nợ với giáo hội La Mã. Cho nên là khi mà đầu tháng 6 năm 1948 cái chính quyền này thành hình thì chưa có ai lập chính phủ, thì cái chính phủ Nguyễn Văn Xuân là chính phủ của Nam Kỳ biến thành cái chính phủ đầu tiên của chính phủ Bảo Đại. Và cái việc đầu tiên của ông Bảo Đại là sau đó ký cái đạo dụ số 10 để trả ơn giáo hội La Mã. Cái đạo dụ này có cái nội dung là giúp cho giáo hội La Mã chuyển nhượng cái khối bất động sản, ruộng đất, đấy là đủ các thứ cơ sở gọi là bất động sản đó, cho của giáo hội đã ăn cướp được của Việt Nam từ năm 1862 cho đến lúc bây giờ. Cái tài sản này đó là do các giáo sĩ người Âu Châu đứng tên mà đa số là người Pháp. Thế bây giờ vào cái thời điểm năm 1950 là Việt Minh đã bước sang giai đoạn tổng phản công và đã đại thắng ở các tỉnh vùng ven biên Việt Hoa. Cho nên giáo hội La Mã tin rằng nếu mà Việt Minh mà đã thành công mà lại không sang tên cái tài sản này đó, thì những cái tài sản này là do người Âu Châu đứng tên, tức là người ngoại quốc, thì Việt Minh lấy cớ đó sẽ quốc hữu hóa cái tài sản đó. Giáo hội dự trù rằng chuyển nhượng sang cho những các tu sĩ người Việt Nam đứng tên, thì bây giờ lấy cớ là cái tài sản này là của người Việt Nam thì họ sẽ không tịch thu. Cái quan niệm của giáo hội La Mã bây giờ là nghĩ như vậy. Cái điểm thứ hai nữa là giáo hội mới tính toán rằng vì Việt Minh đã bước sang giai đoạn tổng phản công và sớm muộn gì thì người Pháp cũng không chịu được nổi cái cuộc chiến này và phải rút lui, và người Mỹ bây giờ đang lăm le bước vào thay thế người Pháp và bắt đầu viện trợ kinh tế cho người Pháp rất là phong phú. Thì giáo hội đã có cái cơ quan tình báo đã biết rõ là Mỹ muốn nhảy vào Việt Nam, cho nên giáo hội La Mã đã ra lệnh cho ông giám mục Ngô Đình Thục dẫn ông Ngô Đình Diệm đi sang bên Đông Kinh, tức là chỗ Nhật, để mà nghe cái lời chỉ thị của ông nhân viên cao cấp của CIA của Hoa Kỳ tại Đông Kinh. Rồi sau đó thì dẫn ông Ngô Đình Trục đến Tòa Thánh Vatican để nhận chỉ thị với lại dạy bảo cho những cái lời ăn tiếng nói như thế nào khi tiếp xúc với các chính sách Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ. Thì sau khi nhận được cái lời dặn dò của ông Giáo Hoàng Pius 12 rồi, thì ông Ngô Đình Trục lại lãnh cái trách nhiệm dẫn ông Ngô Đình Diệm sang Hoa Kỳ vào khoảng sau tháng 8 trước tháng 10 năm 1950. Thì trao cho cái ông Hồng Y gọi là Francis Spellman, để ông này dùng cái thế lực của ông ấy vận động với các chính khách Hoa Kỳ có thế lực ở tại sân khấu chính trị Hoa Kỳ để làm thế nào mà vận động với lại cái chính quyền của Mỹ để đưa ông Ngô Đình Diệm về cầm quyền để làm tay sai cho cả Vatican và Hoa Kỳ. Thế vì tình thế bây giờ là vào năm 1950 Hoa Kỳ đang liên hệ với cuộc chiến ở Triều Tiên rất là gay gắt, mãi đến năm 27 tháng 7 năm 1953 cuộc chiến này mới chấm dứt, thì Hoa Kỳ mới rảnh rỗi, và cũng là thời điểm đó là thời điểm ông Eisenhower đã lên cầm quyền
và đưa được những cái người thân tín của giáo hội La Mã vào nắm những chức vụ quan trọng như là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Foster Dulles và cái ông em của ông Foster Dulles là ông Alan Dulles làm giám đốc CIA. Thì bây giờ họ mới quyết định rằng tiếp xúc với ông Ngô Đình Diệm. Nhưng mà cũng nên nhớ rằng ngay từ tháng 10 năm 1950 đó thì ông Ngô Đình Diệm được đưa sang và cái những người thế lực họ tổ chức một bữa cơm. Bữa cơm đó được tổ chức vào tháng 10 năm 1950 ở tại nhà hàng Mayflower và họ tiếp xúc thăm dò cái khả năng chính trị của ông Ngô Đình Diệm. Đại khái là cái tình hình của nước Việt Nam lúc bây giờ là vào năm 1950, tức là cái thế quân Pháp sắp bị suy sụp. Thì ông, nếu mà ông được đưa lên cầm quyền thì ông có cái giải pháp gì? Thì ông tuyên bố rằng tôi tuyệt đối tin tưởng vào Tòa Thánh Vatican và cực lực chống cộng. Cái lời nói đó, đó thì dĩ nhiên là tất cả các chính sách Hoa Kỳ ta nhận thấy rằng cái trình độ về chính trị cũng như cái thành tích cách mạng của ông Ngô Đình Diệm không có gì cả. Thành ra khi mà ông Eisenhower vào năm 1900, cuối năm 1953 đó, đã quyết định là muốn đưa ông Ngô Đình Diệm về Việt Nam cầm quyền, thì người ta đã đặt ra vấn đề là ông, cái khả năng của ông Diệm như vậy á, thì làm sao mà giải thích được cái hội đồng nội các. Thì ông Tổng thống Mỹ Eisenhower nói rằng thôi thì trong đám những thằng ngu thì thằng chọt làm vua. Điều đó chứng tỏ rằng khi mà ta đưa cái ông Ngô Đình Diệm về cầm quyền ở Việt Nam đó, thì người ta cũng khinh rẻ ông Ngô Đình Diệm. Và chính cái lời nói đó là ông Ngô Đình Diệm đã tự ông nói ra những cái trình độ kiến thức quá tồi tệ. Cái lời nói của ông Ngô Đình Diệm như vậy là nó cho ra là tính, thứ nhất là tính cách nô lệ đối với Tòa Thánh Vatican. Cái thứ hai á, là cái trình độ kiến thức của ông ấy không có gì cả. Thế nhưng mà nhờ được ông Howie Spelman với lại Tòa Thánh Vatican tích cực vận động, cho nên khi mà Hiệp định Geneva sắp sửa đi vào kết thúc, thì ông Ngoại trưởng Mỹ là Foster Dulles mới khuyên chính phủ Pháp bây giờ với ông Bộ Đại là nên bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm lên cầm quyền. Ý ông nói là nếu mà có bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm thì Hoa Kỳ mới tích cực viện trợ. Cũng nên biết rằng ông Foster Dulles là quân chiên rất là cuồng tín của giáo hội La Mã, và ông em của ông là ông Alan Dulles làm giám đốc CIA cũng là quân chiên của giáo hội La Mã. Như vậy là cái chính quyền của Tổng thống Mỹ Eisenhower là cánh tay mặt của giáo hội La Mã. Và điều quan trọng là khi mà người ta, ông Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles khuyên nhủ ông chính quyền Pháp với lại ông Bảo Đại là nên bổ nhiệm ông Bảo Đại, ông Diệm về cầm quyền, thì đồng thời đại tá Landel đã đến Việt Nam vào trước cái tháng 6 năm 1954 để dọn đường cho ông Ngô Đình Diệm về cầm quyền. Trong vấn đề này chúng tôi có nói rõ ở trong cái bài viết gọi là Mỹ tạo ra Ngô Đình Diệm để thay thế Pháp phục hồi quyền lực của Vatican tại Việt Nam. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi đã nói xong cái phần mà bàn tay của giáo triều Vatican can thiệp vào nội tình Việt Nam cực kỳ thô bạo, và cái sự cấu kết giữa Vatican với Pháp đưa ông Bảo Đại lên cầm quyền để làm tay sai cho họ. Xin hẹn quý vị ở cái clip tới. Xin kính chào quý vị.